Mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Yên Vân, có về một lô phôi giấy Mỹ muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị mình tiếp tục ha. Mong quý cô chú anh chị mình lựa chọn những phôi ưng ý nha. Dạ em chào anh Thái ạ. Em mến chào quý cô chú đang xem và theo dõi kênh của anh Thái ạ. Dạ cũng như thường lệ thì hôm nay nhà vườn em tiếp tục về lại lô phôi mới để giao lưu đến quý cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0939452709 ạ. Dạ không để làm không làm mất thời gian, em xin vào phôi số 1 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 58. Quanh cổ ấm đỏ vị trí này là 20 ạ. Dạ sổ đế là 47 ạ. Dạ phôi số 1 em xin giao lưu với giá là 200k ạ. Em lên phôi số 2 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 55. Quanh cổ ấm đỏ vị trí này là 25. Dạ sổ đế là 34. Dạ phôi số 2 em xin giao lưu với giá là 200k. Em lên phôi số 3. Dạ tổng chiều cao của phôi là 57. Quanh cổ ấm đỏ vị trí này là 25. Dạ sổ đế là 40. Dạ phôi số 3 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Dạ em lên phôi số 4 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 67 ạ. Quanh cổ em đo ở vị trí này là 28 ạ. Quanh cổ em đo ở vị trí này là 54 ạ. Dạ sổ đế là 45 ạ. Dạ phôi số 4 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phôi số 5 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 63. Quanh cổ em đo vị trí này là 36 ạ. Quanh cổ em đo vị trí này là 52 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ phôi số 5 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Dạ tiếp tục em lên phôi số 6 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 63. Quanh cổ em đo ở vị trí này là 35 ạ. Quanh cổ em đo ở vị trí này là 54 ạ. Dạ sổ đế là 39 ạ. Dạ phôi số 6 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 7 ạ. Chiều cao của phôi là 63. Quanh cổ ấm đỏ vị trí này là 39 ạ. Quanh cổ em đỏ vị trí này là 47 ạ. Dạ phôi số 7 em xin giao lưu với giá là 500k ạ. Cây em bao phí vận chuyển toàn quốc cho mình luôn ạ. Dạ em lên phôi số 8 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 59 ạ. Quanh cổ em đo vị trí này là 38 ạ. Quanh cổ em đo vị trí này là 54 ạ. Dạ sổ đế là 35 ạ. Dạ phôi số 8 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Dạ em lên phôi số 9 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 66 ạ. Quanh cổ ấm đo vị trí này là 29 ạ.
Vành cũ em đo vị trí này là 46 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ phôi số 9 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phôi số 10 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 55 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 28 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 54 ạ. Dạ sổ đế là 33 ạ. Dạ phôi số 10 em xin giao lưu với giá là 250k ạ. Em lên phôi số 11 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 60 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 26 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 49 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ phôi số 11 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Em lên phôi số 12 ạ. Chiều cao của phôi là em đo hạo nó nằm 1m2 đổ lên ạ. À. Phôi phơm cao với cô chú chị. Vành cổ em đo ở vị trí này là 34 ạ. À. Vành cũ em đo ở vị trí này là 57 ạ. À. Dạ sổ đế là 42 ạ. À. Dạ phôi số 12 em xin giao lưu với giá là 500k ạ. À. Những phơm này về mình ghép dù ha, rất là đẹp luôn. Em lên cây số 13 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là em đo nó nằm 1m2 đổ lại ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 34 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 52 ạ. Dạ sổ đế là 39 ạ. Dạ phôi số 13 em xin giao lưu với giá là 500k ạ. Cây em bao phí vận chuyển cho mình hết luôn ạ. À. Dạ em lên phôi số 14 ạ. À. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó nằm 1m2 đổ lại ạ. À. Vành cổ em đo vị trí này là 29 ạ. À. Vành cũ em đo vị trí này là 46 ạ. À. Dạ sổ đế là 47 ạ. À. Dạ phôi số 14 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. À. Em lên phôi số 15 ạ. Tổng chiều cao của phôi là nó nằm khoảng 1m2 đổ lại ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 28 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 38 ạ. Dạ sổ đế là 34 ạ. Dạ phôi số 15 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 16 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó nằm 1m2 đổ lên ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 39 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 51 ạ. Dạ sổ đế là 36 ạ. Dạ phôi số 16 em xin giao lưu với giá là 500k ạ. Em lên phôi số 17 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 1m18 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 24 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 43 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ phôi số 17 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Dạ em lên phôi số 18 ạ.
Tổng chiều cao của phôi là 1m ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 24 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 36 ạ. Dạ sổ đế là 39 ạ. Dạ phôi số 18 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 19 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 91 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 33 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 43 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ phôi số 19 em giao lưu với giá là 400k ạ. Dạ em lên phôi số 20 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là nó nằm khoảng 1m2 đổ lại ạ. Vành cổ em đo ở vị trí là 30 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí là 48 ạ. Dạ sổ đế là 33 ạ. Dạ phôi số 20 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 21 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo là nó nằm khoảng 1m2 đổ lại. Hoành cổ em đo vị trí này là 35 ạ. Hoành cũ em đo vị trí này là 57 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phôi số 21 em xin giao lưu với giá là 500k ạ. Dạ em lên phôi số 22 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó khoảng 1m2 đổ lại ạ. Hoành cổ em đo vị trí này là 29 ạ. Hoành cũ em đo vị trí này là 51 ạ. Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ phôi số 22 em xin giao lưu với giá là 450k ạ. Em lên phôi số 23 ạ. Giống con voi ha. Dạ tổng chiều cao của phôi là 1m2 ạ. Hoành cổ em đo vị trí này là 29 ạ. Hoành cũ em đo vị trí này là 43 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ phôi số 23 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Dạ em lên phôi số 24 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 1m08 ạ. Hoành cổ em đo vị trí này là 30 ạ. Hoành cũ em đo vị trí này là 43 ạ. Dạ sổ đế là 39 ạ. Dạ phôi số 24 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Dạ em lên phôi số 25 ạ. Tổng chiều cao của phôi là em đo hạo nó nằm 1m2 đổ lên ạ. Hoành cổ em đo ở vị trí này là 40 ạ. Hoành cũ em đo ở vị trí này là 51 ạ. Dạ sổ đế là 37 ạ. Dạ phôi số 25 em xin giao lưu với giá là 550k ạ. Em lên phôi số 26 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là nó nằm khoảng 1m2 đổ lại ạ. Hoành cổ em đo vị trí như là 25 ạ. Hoành cũ em đo vị trí như là 42 ạ.
Dạ sổ đế là 38 ạ. Dạ phone số 26 xin giao lưu với giá là 300k ạ. Dạ tiếp tục em lên phone số 27 ạ. Dạ tổng chiều cao của phone là 1m15 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 37 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 54 ạ. Dạ sổ đế là 52 ạ. Dạ phone số 27 em xin giao lưu với giá là 650k ạ. Dạ em lên phone số 28 ạ. Tổng chiều cao của phone là nó nằm khoảng 1m2 đổ lên ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 35 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 53 ạ. Dạ sổ đế là 39 ạ. Dạ phone số 28 em xin giao lưu với giá là 450k ạ. Em lên phone số 29 ạ. Tổng chiều cao của phone là em đo hạo nó nằm 1m2 đổ lên ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 43 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 60 ạ. Dạ sổ đế là 42 ạ. Dạ phone số 29 em xin giao lưu với giá là 600k ạ. Dạ em lên phone số 30 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là em đo hạo nó nằm khoảng 1m2 đổ lên tới 1m3 ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là nó 42 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 66 ạ. Dạ sổ đế là 45 ạ. Dạ phôi số 30 em xin giao lưu với giá là 1.200.000 ạ. Phôi rất là đặc ha. Tiếp tục em lên phone số 31 ạ. Tổng chiều cao của phone là em đo hạo nó khoảng 1m2 đổ lên ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 41 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 57 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phone số 31 em xin giao lưu với giá là 700k ạ. Em lên phone số 32 ạ. Tổng chiều cao của phone em đo hạo nó khoảng 1m2 đổ lên ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 36 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 48 ạ. Dạ sổ đế là 39 ạ. Dạ phone số 32 em xin giao lưu với giá là 500k ạ. Em lên phone số 33 ạ. Tổng chiều cao của phone em đo hạo nó nằm khoảng 1m2 đổ lên ạ. Vành cổ em đo ở vị trí này là 37 ạ. Vành cũ em đo ở vị trí này là 56 ạ. Dạ sổ đế là 39 ạ. Dạ phone số 33 em xin giao lưu với giá là 500k ạ. Em lên phone số 34 ạ. Tổng chiều cao của phone em đo hạo nó nằm khoảng 1m3 đổ lại. Vành cổ em đo vị trí này là 39 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 48 ạ. Dạ sổ đế là 38 ạ. Dạ phone số 34 em xin giao lưu với giá là 550k ạ.
em lên phôi số 35 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 1m22 ạ. Vành cỏ đo vị trí này là 24 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ phôi số 35 em xin giao lưu với giá là 350k ạ. Em lên phôi số 36 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 1m12 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 28 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 44 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ phôi số 36 xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 37 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 1m12 ạ. Vành cỏ đo vị trí này là 28 ạ. Dạ sổ đế là 38 ạ. Dạ phôi số 37 em xin giao lưu với giá là 300k ạ. Dạ em lên phôi số 38 ạ. Tổng chiều cao của phôi là 1m07 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 33 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 55 ạ. Dạ sổ đế là 45 ạ. Dạ phôi số 38 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 39 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó nằm 1m2 đổ lên ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 39 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 55 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phôi số 39 em xin giao lưu với giá là 650k ạ. Cây em bao phí vận chuyển toàn quốc cho mình luôn ạ. Dạ em lên phôi số 40 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó nằm 1m2 đổ lên ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 32 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 43 ạ. Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ phôi số 40 em xin giao lưu với giá là 650k ạ. Ủa 550k em xin lỗi em nói nhầm ạ. Em lên phôi số 41 ạ. Chiều cao của phôi em đo nó nằm 1m2 đổ lại ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 28 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 50 ạ. Dạ sổ đế là 42 ạ. Dạ phôi số 41 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 42 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó nằm 1m2 đổ lại ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 32 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 49 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phôi số 42 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 43 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo vị trí này đó là 1m02 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 32 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 42 ạ.
Dạ sổ đế là 41 ạ. Dạ kho số 43 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên kho số 44 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó nằm 1m2 đổ lên ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 34 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 47 ạ. Dạ sổ đế là 42 ạ. Dạ phôi số 44 em xin giao lưu với giá là 450k ạ. Em lên phôi số 45 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó nằm 1m2 đổ lên ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 31 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 44 ạ. Dạ sổ đế là 39 ạ. Dạ phôi số 45 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 46 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó nằm khoảng 1m2 đổ lại ạ. Vành cổ em đo vị trí như là 30 ạ. Vành cũ em đo vị trí như là 43 ạ. Dạ sổ đế là 43 ạ. Dạ phôi số 46 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Tiếp tục em lên phôi số 47 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó nằm khoảng 1m2 đổ lên ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 31 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 40 ạ. Dạ sổ đế là 34 ạ. Dạ phôi số 47 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 48 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 1m07 ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 27 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 50 ạ. Dạ sổ đế là 38 ạ. Dạ phôi số 48 xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 49 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó nằm khoảng 1m2 đổ lại. Vành cổ em đo vị trí này là 36 ạ. Vành cũ em đo vị trí là 46 ạ. Dạ sổ đế là 40 ạ. Dạ phôi số 49 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 50 ạ. Dạ tổng chiều cao của phôi là 1m14 ạ. Vành cổ em đo vị trí như là 31 ạ. Vành cũ em đo vị trí như là 48 ạ. Dạ sổ đế là 40 ạ. Dạ phôi số 50 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 51 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó nằm khoảng 1m2 đổ lại ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 34 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 47 ạ. Dạ sổ đế là 34 ạ. Dạ phôi số 51 em xin giao lưu với giá là 400k ạ. Em lên phôi số 52 ạ. Tổng chiều cao của phôi em đo hạo nó nằm khoảng 1m2 đổ lên ạ. Vành cổ em đo vị trí này là 33 ạ. Vành cũ em đo vị trí này là 50 ạ.
Dạ sổ đế là 44 ạ. Dạ phô số 52 em xin giao lưu với giá là 500k ạ. Dạ phô này cũng là phô kết thúc của live ngày hôm nay ạ. Dạ clip của em thì sẽ đăng lên vào 14 giờ vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần ạ. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ và theo dõi nhà vườn em ạ. Dạ em xin cảm ơn ạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em ha.